Xin chào các bạn, nhu cầu sử dụng những thiết bị thông minh bây giờ thì ai cũng có, nhưng chúng ta luôn muốn là những thiết bị đó nó sẽ phải nhỏ gọn, tiện dụng, kể cả tai nghe, kể cả vòng đeo tay. Thì đây sẽ là một cái thiết bị vòng đeo tay mà mình thấy nó sẽ phù hợp, rất phù hợp với những bạn có nhu cầu nhỏ gọn nhưng vẫn phải tiện dụng. Thì đây chính là con Xiaomi Smart Band 8, cũng ra mắt được khoảng tầm 2 tháng đến từ nhà Xiaomi rồi. Nhưng mà bây giờ khi mà mình có đủ thời gian để trải nghiệm á, thì mình mới có được một cái video chia sẻ đến các bạn về những cái điểm mà mình hài lòng trên con Smart Band này. Tại sao năm nay mình lại khuyến cáo các bạn nên mua nó? Hãy cùng mình chia sẻ ngay trong video ngày hôm nay. Chào mừng các bạn đã đến với NT Studio. Đừng quên để lại một like, một subscribe để chờ những video mới nhất đến từ mình. Cái lý do đầu tiên mà mình recommend các bạn lựa chọn cái con Smart Band này á, đó là nó có mức giá quá dễ chịu đi. Nếu như năm ngoái cái con Smart Band 7 nó bị hơi ảo giá một chút, bán tận 1.290.000 thì phải, thì năm nay cái con Smart Band này nó chỉ còn là 890.000 mà thôi. Và bên cạnh đó thì nếu như các bạn tham khảo một vài những chương trình giảm giá tại Điện máy Việt thì chắc chắn các bạn sẽ còn có được một mức giá ưu đãi hơn, loanh quanh khoảng tầm là 750 hoặc là 800 chẳng hạn. Đây là mức giá quá thơm, có thể nói là nó cạnh tranh với cả những con Smart Band xách tay luôn các bạn. Rồi, năm ngoái thì tại sao mà mình không recommend các bạn? Bởi vì con năm ngoái là 1.290.000 đúng không ạ? Nhưng nhìn sang những cái đối thủ của nó, ví dụ như là con Huawei đi, thì nó sẽ chỉ loanh quanh ở khoảng tầm 1.090.000. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ có thêm một vài những con đồng hồ khác của Honor, cũng là kiểu là nhập hàng sách tay về nhưng mà nó có nhiều những tính năng nổi bật hơn, ở khoảng tầm 800.000 các bạn cũng đã có rồi. Thì nói chung là năm ngoái nó bị cạnh tranh rất là nhiều liên quan đến mức giá và liên quan đến những tính năng, và đặc biệt là phần ngoại hình. Thì năm nay ngoại hình của Smart Band 8 cũng sẽ là một cái điểm nữa để cho mình recommend các bạn. Nếu như Smart Band 7 nó bị thiết kế kiểu con nhộng nhét vào trong một cái cây bằng silicon và chúng ta mới đeo lên tay á, thì với con Smart Band 8 này, cái thiết kế của nó nhìn đã tử tế hơn rất là nhiều. Tức là chúng ta đã có thể khoe chọn cái phần thân của nó ra, được làm bóng bẩy các thứ đẹp mắt. Và cái phần dây này thì nó sẽ được thiết kế rút ra rút vào. Tất nhiên thì cái dây này nó làm sẽ hơi đặc biệt một chút, và chúng ta cũng sẽ tìm kiếm nó kiểu ít mẫu hơn một chút. Nhưng mà mình thấy bây giờ trên Shopee chẳng hạn thì cũng có nhiều dây ở đấy, nên các bạn cũng có thể lên đấy tham khảo. Nhưng chí ít ra thì chúng ta đã có được một cái thiết kế nhìn nó thông minh hơn, nhìn nó đẹp hơn và nó cũng thời trang hơn. Và bên cạnh đó thì các bạn cũng sẽ có thêm một vài những tùy chọn màu khác ấy. Ở đây thì mình đang có phiên bản màu đen, và cái phần benzen này không biết là nó có dễ bị bong hay không thì cái đấy sẽ phải để thời gian trả lời. Nhưng mà trong suốt một cái quá trình dài mà mình sử dụng thì vẫn chưa thấy có bất kỳ một vấn đề gì. Thì đó cũng sẽ là một cái điểm mà mình thấy là nó ok cho tới thời điểm hiện tại. Nó vẫn đẹp, nó vẫn tinh tế, nó vẫn gọn gàng. Và cũng nhờ vào cái thiết kế gọn gàng như thế này đó, thì khi mà các bạn sử dụng ở trong nhiều những cái điều kiện khác nhau á, trong nhiều những trường hợp khác nhau á, chúng ta vẫn có được cái sự thoải mái. Đặc biệt nhất thì mình thấy rằng ở trên cái list danh sách bạn bè của mình cũng có nhiều người hay có thói quen là đeo đồng hồ đi ngủ để có thể đo về cái độ sâu giấc ngủ, cái độ ngon của giấc ngủ như thế nào, và cái đồng hồ nó sẽ phân tích các thứ này kia. Thì đối với con Smart Band này á, nó cũng sẽ có cái tính năng đo giấc ngủ, phân tích giấc ngủ của các bạn, cộng thêm một cái thiết kế gọn gàng như thế này thì khi mà các bạn đeo đi ngủ á, nó sẽ không gây ra cái sự vướng víu, không gây ra cái sự khó chịu. Hay đặc biệt là khi mà các bạn ngủ cùng với người thân chẳng hạn, thì nếu như chúng ta nỡ may có những cái quơ tay thì cái tỷ lệ bị gặp sát thương cho người nằm bên cạnh nó cũng sẽ ít hơn. Thì đấy là một trong những cái mà rất là thực tế mà mình muốn chia sẻ đến các bạn khi mà chúng ta có một thiết bị đồng hồ thông minh, vòng đeo tay thông minh nó gọn gàng như thế này. Cho tới một cái điểm tiếp theo, đó là dù gọn gàng nhưng chúng ta vẫn sẽ có được một cái màn hình đủ chất lượng. Đây là một cái màn hình OLED với kích thước là 1.6 inch. Nó đủ to để chúng ta có thể nhìn được những thông tin như là đọc thông báo hay là các thứ này kia. Và bên cạnh đó nó cũng đủ nét và cái màu sắc của nó cũng ngon để cho các bạn có thể nhìn những cái ứng dụng hay là nó hiển thị các thứ ở trên đây nó tươi tắn và nó đẹp mắt hơn. Và ở trên cái màn hình này thì nó cũng đã được nâng cấp thêm một chút ở cái tần số quét, khi mà nó đã lên tần số quét là 60 Hz, nên ở tất cả những cái tác vụ mà các bạn vuốt lên vuốt xuống hay là chuyển qua những ứng dụng này nhìn nó smooth thôi rồi là các bạn. Cũng nhờ cái màn hình OLED với cái tần số quét 60 Hz này nên nó cũng cho cái tốc độ phản hồi rất là nhanh, nên khi các bạn nhìn này, cái chuyển động của nó đấy, dù là 60 Hz thôi nhưng chúng ta vẫn có một cái cảm giác nó tiệm cận với 90 Hz, nhìn nó rất là mượt. Thì đây cũng sẽ là một cái điểm nữa mà mình đánh giá cao ở trên cái màn hình của con Smart Band 8 này. Bên cạnh đó có một cái tính năng mà mình cũng cực kỳ hài lòng ở trên màn hình của Smart Band 8, đó là cái màn hình con này nó lại có luôn cả cảm biến ánh sáng để hỗ trợ chúng ta thay đổi ánh sáng. Đối với một vài những con đồng hồ thậm chí là tầm giá 3 triệu chẳng hạn thì các bạn cũng sẽ chưa có điểm này đâu. Khi mà các bạn đi ra sáng thì tất nhiên các bạn sẽ phải chỉnh tay cho nó sáng lên. Mà các bạn chỉnh tay cho nó sáng lên rồi mà các bạn đi vào trong những cái môi trường trong nhà như thế này thì nó vẫn sẽ sáng rực lên và đôi khi nó sẽ gây ra sự khó chịu, đặc biệt khi mà các bạn đi vào những cái môi trường tối, các bạn đi nằm chẳng hạn mà các bạn dơ lên phát nó chóa vào mắt của chúng ta, thì đấy là một sự khó chịu nếu như các bạn không có cảm biến ánh sáng. Thì với con Smart Band này nó đã có thể khắc phục được cái vấn đề đấy, bởi vì như mình đã nói, nó có cảm biến ánh sáng và nó sẽ thay đổi theo từng cái môi trường, thay đổi theo cường độ ánh sáng, thì tùy theo những môi trường của bạn ở như thế nào nó sẽ tự động tối ưu về một cái mức sáng nhất định để cho các bạn có thể thấy rõ mà không cảm thấy khó chịu. Thì đây là một cái mà mình rất đánh giá cao trên một con vòng đeo tay ở tầm giá chỉ là 890.000 các bạn ạ. Các bạn không nghe nhầm đâu. Rồi, cho tới những cái bài tập ở trên đây đi, thì nó cũng giống như con Smart Band 7 thôi, vẫn là những bài tập liên quan đến chạy bộ, liên quan đến bơi, liên quan đến đạp xe, cái này kia, thì cái việc sử dụng nó cũng tương tự như con đời trước, nên là mình cũng không muốn chia sẻ gì thêm nhá. Mình cũng đã có những bài chạy bộ thử và đo thử số bước chân khi mà mình chạy thực tế, và cái bước chân ở trên đấy á, thì cái con đồng hồ này nó đưa ra một cái số đếm cũng khá là chính xác, chỉ chênh đâu đó khoảng tầm 1 tới 2 bước thôi. Thì đây cũng là một cái mà mình thấy nó rất là ổn. Còn những cái tính năng khác, ví dụ như là đo nồng độ oxy trong máu hay là đo nhịp tim như thế nào, thì do là bản thân mình không có được những cái kiểu thiết bị chuyên dụng của y khoa hay cái thứ này kia, nên mình cũng không biết, mình cũng không dám khẳng định là nó đo chính xác hay là không. Còn nếu so với những cái đồng hồ khác thì mình cũng không có đủ cái cơ sở để biết là cái đồng hồ đó đo cái chính xác hay là không. Nên là về những cái tính năng kiểu đo kia thì chúng ta vẫn sẽ chỉ dừng lại mức tham khảo mà thôi. Còn lại về những cái tính năng liên quan đến chạy bộ hay thể thao thì như mình đã chia sẻ, nó đưa ra một con số sẽ khá là chính xác ở trên đây. Còn đối với những bạn yêu thích môn bơi lội chẳng hạn thì yên tâm, con này nó cũng sẽ có kháng nước chuẩn 5 ATM, mình nhớ không nhầm thì nó sẽ là chịu được cái áp suất ở mức 53, hoặc là có thể xuống sâu tối đa là 50 m. Người bình thường cũng chẳng có thể bơi được xuống 50 m đâu. Nên là đối với cái mực nước ở khoảng là 1,5 m hay là 2 m á, thì các bạn vẫn có thể nặn thoải mái luôn, yên tâm. Chỉ đáng tiếc một điều đấy là ở trên đây thì nó chưa có GPS để chúng ta có thể sử dụng độc lập cái đồng hồ này, chạy vừa vẽ lại bản đồ, vừa xem lại cái quá trình chúng ta chạy được bao nhiêu. Thì đây sẽ là một cái bất tiện nhỏ, nhưng mà khi mà đặt vào cái mức giá 890.000 thì có lẽ là mình cũng không có thể đòi hỏi được nhiều. Ví dụ nhá, ví dụ trong tương lai ở trên phiên bản 9 mà nó được trang bị thêm GPS và nó tăng thêm khoảng tầm lên khoảng tầm 1 triệu hoặc là 1,1 triệu, thì lúc đấy thì mình thấy là nó cũng rất là ổn. Cuối cùng thì sẽ là về cái thời gian sử dụng pin trên con này, thì nó cũng làm mình rất hài lòng. Một trong những cái điểm khiến cho mình không sử dụng những cái con đồng hồ ví dụ như là smartwatch đến từ một số thương hiệu, ví dụ như là smartwatch Oppo, mình có 2 con đang ném ở bên kia, hay là những cái chiếc đồng hồ của Apple chẳng hạn, mình cũng dùng iPhone mà, đó là những thiết bị đó nó sẽ rất nhanh hết pin. Thì cái con Smart Band này nó lại mang cho mình một thời gian sử dụng pin rất ấn tượng. Nếu như mà nói sử dụng lên tới khoảng tầm 11 cho tới 12 ngày thì nó sẽ hơi đuối, nhưng nếu như chúng ta sử dụng trong vòng 9 ngày đổ lại đi thì mình thấy rằng là nó vẫn thoải mái. Bởi vì như đây, mình đã sạc đầy pin và mình dùng cho tới ngày hôm nay là ngày thứ 5 rồi, nó vẫn còn 56% pin. Nên chúng ta cứ làm tròn đi, 5 ngày nữa, khoảng tầm 10 ngày đi, thì nó lại là một cái thứ cũng rất thoải mái để cho các bạn có thể sử dụng lâu dài, vẫn nhận được thông báo này, vẫn đo được giấc ngủ hàng ngày này. Mà chẳng hạn các bạn đi du lịch xa chẳng hạn thì cũng không lo những việc là phải mang theo thêm một cái sợi dây sạc. Các bạn chỉ cần sạc đầy pin nó ở nhà, sau đó thì đi cả tuần, rồi về nhà sạc lại một lần nữa, cũng rất là ok. Nhìn chung thì với mức giá 890.000 thì cái con Smart Band này mình đánh giá là nó mang lại cái giá trị vượt xa với cái mức giá mà các bạn phải bỏ ra. Nhiều tính năng sử dụng gọn gàng, nâng cấp mới mẻ và giúp cho chúng ta có một cái thiết bị vòng đeo tay nó cũng khá là thời trang. Mình nói khá thôi nhé, chứ nói rất thời trang thì nó sẽ hơi quá. Các bạn thấy sao về chiếc Smart Band 8 này? Hãy comment để lại ý kiến các bạn phía bên dưới phần luận của video. Video của mình thì dừng lại tại đây. Các bạn click cùng kênh này một like, share và subscribe kênh YouTube của NT Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.